Tại tỉnh Vĩnh Long, một người phụ nữ dùng chiêu vay người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân. Đến khi không còn vay được nữa, khoản vay vượt quá 5 tỷ đồng thì vỡ nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra, vào năm 2018, Quỳnh Kim Thanh, 44 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã dây tiền từ nhiều người Tuy nhiên đến hạn trả nợ, Thanh không có tiền trả, nên Thanh nảy sinh ý định dây tiền của người khác để trả tiền cho người dây trước đó. Trong những lần hỏi mượn tiền, Thanh đều nói là dây để cho người khác dây lại, đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên 5 tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại có liên quan đến Quỳnh Kim Thanh cần sớm cung cấp tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra xử lý.